trong buổi sáng ạ. Abhitha re tha căn giá ni ba ba chít tăng ni qua ra ye đằng đằng di ca rô tô nhân ba ba xuyên ra ma ti ma no Abhitha re tha căn giá ni ba ba chít tăng ni qua ra ye đằng đằng di ca rô tô bốn nhân ba ba xuyên ra mà ti ma nô. Hãy gặp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Đó là bộ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Abhitha re tha căn giá ni ba ba chít tăng ni qua ra ye đằng đằng hi ca rô tô bún nhân ba ba smin ra ma ti ma no. Mau mau làm các việc lành, mau mau ngăn ác phát sanh tâm người. Tâm người vốn thật dễ vui, nếu chậm thiện nghiệp ác trồi ló ra. Đó là bộ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Dạ, con đã kể xong, xin gửi mic lại cho Sư Đại Minh ạ. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầy Mò Giá, Nam Mô Tăng Khà Giá. Con kính bảnh lễ ân Đức Chư Phật, kính bảnh lễ ân Đức Giáo Pháp, kính bảnh lễ ân Đức Chư Tăng. Con kính bảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính lễ quý sư nữ, kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Đặng Đông, chị Trần Bảo, chị Hoa Nguyệt, con chưa ân cô quý trí giá Ratana. Con xin phép được trả bài câu pháp cuối số 116. Abhitha re tha căn giá ni ba ba chít tăng ni qua ra ye đàn thành hi ca rô tô bình nhân ba bát nhìn ra ma tì ma nô a phi tha về tha càn già nề ba bà chi tàng ni quà ra về đàn thành hi ca rô tô bình nhân ba bát nhìn ra ma tì ma nô a phi tha về tha càn già nề ba bà chi tàng quà ra về đàn thanh hi ca vô tô bún nhân ba ba xin ra ma ti ma nô. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm điều lành, ý ưa thích việc ác. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. A tít tha rê tha cam gia đề ba ba chi ta ni qua ra về đàn tham ni ca vô tô bên nhân ba ba xin ra ma ti ma mô a phi tha rê tha càn già nề ba ba chi tàng ni qua ra về đàn tham ni ca vô tô bên nhân ba ba xin ra ma ti ma mô. Mau mau làm các việc lành, mau mau ngăn ác phát sanh tâm người. Tâm người vốn thật dễ vui, nếu chậm thiện nghiệp ác trời ló ra. Của thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, mình đã trả bài xong, kính dân biết lời đời. Dạ, sa thu lành thầy Sĩ Tại Minh. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Kính lành lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính lành lễ Đại Đức Minh Hạnh, chính trà của Tu Nữ, Tuệ Duyên của Tu Nữ, Kiriya Ratana. Cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room là con xin được kể các kinh pháp cú số 116. Abhitha re tha kalyane papa citang niwaraye dan than hi karato punyang papa sming ramati mano atithare tha karyane
Pa pa chitang ni waraye dan than hi karato punyang pa pa seming ramati makno apitaretha kaliane pa pa chitang ni waraye dan than hi karato punyang pa pa seming ramati makno. Ai gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Mau mau làm các việc lành, mau mau ngăn ác phát sanh tâm người. Tâm người vốn thịt dễ ruôi, nếu chậm thiện nghiệp, ác trồi ló ra. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. À, Nam Mô Phật Thà. Dạ. Dạ, con xin được sư mệnh. Dạ, miễn mời à sukha, hình dukha, dạ tâm pháp. Dạ, giơ tay để kể. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Tha Giá. Con thành kính đảnh đề cho tôn đức tăng, con thành kính đảnh đề tương thọ minh hạnh. Con kính đệ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào cô tu nữ tề diện. Con kính đệ cô tu nữ tề diện, con kính chào quý đạo hữu. Và con kính tri ân cô tề diện, cô trần đạo. À, xin em mình, cô em mình và xin Nhật Quỳnh. Dạ con xin phép đọc câu Phật ngôn 116. Apithare thakhan yani papachitang nivaraye dan thanhi karoto punyang papasmin Ramati mano apithare thakhan yane papa chittang nivaraye dan than hikaroto punyang papasmin ramati mano. Hai gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Apithare thakhanyane papachittang nivaraye dan than hikaroto punyang papasmin ramati mano. Mau mau làm các việc lành, mau mau ngăn ác phát sanh tâm người. Tâm người vốn thật dễ vui, nếu chậm thiện nghiệp ác trời ló ra. Của Hòa Thượng, của Hòa Thượng Giới Đức. Kính kính tri ân đạo tràng. Kính cảm ơn Sích Nhật Quỳnh đã nhận mít cha phương pháp. Kính mời Sích Nhật Quỳnh nha. Dạ, sức khá em được khá, Nam Mô Bụt Tha Giá. Hello. Dạ, con cảm ơn Chúa Thánh Đá. Phước tập pháp của Hoa Nguyệt, con đã nhìn cho con một tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 116. Apithare thakhanyane papachittang nivaraye dan than hikaroto punyang papasmin ramat
Tì Ma Lù. Apitadi Thác Căn Già Nì Bà Bà Chí Tần Ni Hòa Già Dì Đàn Thầm Hít Tà Dù Tù Bùn Nhàng Bà Tát Nình Giá Mắt Tì Ma Lù. Apitadi Thác Căn Già Nì Bà Bà Chí Tần Ni Hòa Già Dì Đàn Thầm Hít Tà Dù Tù Bùn Nhàng Bà Tát Nình Giá Mắt Tì Ma Lù. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm điều lành, ý ưa thích việc ác. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong rồi, con kính mời cô nhật thần lên lễ Nam Mô Bổn Thầy ạ. Dạ, sa thú, kính cảm sư khá. Anh Đức Khá, dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính Chư Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ, dạ Sư Khá ơi, có người hỏi tại sao bài của Nhật Huỳnh màu đen. Dạ, Nhật Huỳnh xin thưa với đạo tràng là máy của Sư Khá bớt màu lên là Sư Khá không có đọc bài được nên Nhật Huỳnh phải đổi màu đen. Nghe Sư Khá lên đọc bài là Nhật Huỳnh phải đổi màu đen. Dạ, chứ không có gì lạ hết. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, dạ con xin được dạ con xin được trả bài pháp của kinh số con thành kính đảnh lễ thượng tọa Thanh Tâm vừa quan năm vào đó. Dạ sư có cầm mít được không bạch sư? Nếu sư cầm mít được con kính dâng mít đến sư ạ. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, dạ con kính sư. Dạ, mô Phật. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô và quý Phật tử. Bây giờ sư xin đọc bài kinh 116, Kinh Pháp Cú. Apittha Rê Tha, Apittha Rê Tha Ca La cái dần nè, cái già nè, api tha rề tha cái già nè, bà chi tăng ni hòa ra về, đành thành hí ca lô tô bùn nhằn, bà bas min ramati mano. Api tha rề tha ca la nè ba chích tăng quý ni hòa ra về ni hòa ra về đành thành hí ca rô tô bùn nhân ba bát min ra ma tì ma nô a phi tha rề tha ca la nè ba chích tăng ni hòa ra về đành thành hí ca rô tô bùn nhân bà bát min ra ma tì nô a vi tha rề tha ca la nề bà chi tăng ni hòa ra dê đành thành hí ca rô tô bùn nhân bà bát min ma ra tì ma nô. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Ủa sao lạ ha. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Yeah. Mau làm các việc lành, mau mau ngăn ác phát sanh tâm người. Tâm người vốn thật dễ vui, nếu chậm thiện nghiệp ác chồi ló ra. Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, yeah, Mô Phật sư đã đọc xong rồi. Kính mời vị kế tiếp nha. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Thanh Tâm là từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 116.
Dạ cảm ơn cô tu nữ tại duyên cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con thành kính lãnh lễ đại đức Pháp Tính sư có thể cho con biết được một tín hiệu. Hôm nay là ngày giảng của đại đức Huy Niệm mà con không thấy đại đức Huy Niệm vào đạo tràng và có sư đã vào đạo tràng. Hãy sư điền khuyết cho đại đức Huy Niệm không bạch sư, sư cho con một xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, dạ không, sư không có điện khuyết cho đại đức Huy Niệm. Vậy con coi lại coi có đại đức Huy Niệm vào đạo tràng chưa. Dạ, vậy là đại đức Huy Niệm chưa vào đạo tràng. Dạ, nếu vậy thì con xin được trả bài. Dạ, còn thời gian thì con xin trả bài. Tại vì sư chưa vào ạ. Dạ, con xin được trả bài Pháp Cú Kinh số 116. Dạ cảm ơn Vinh Mất Thành Á cho bài học. Át Thích Tha Rê. Át Thích Tha Rê Tha Cành Gia Nề Bà Chích Tăng Đi Qua Ra Về Tàn Thành Hi Cá Rô Tô Quỳnh Nhân Bà Bát Nhìn Đa Mát Tì Má Nô. Át Thích Tha Rê Tha Cành Già Nề Bà Bà Chích Tăng Ni Hòa Ra Về Đành Thần Hi Ca Rô Tô Bùn Nhân Bà Bát Mền Bà Ra Tì Ma Nô. Át Thích Tha Rê Tha Cành Già Nề Bà Bà Chích Tăng Ni Hòa Ra Về Đành Thần Hi Ca Rô Tô Bùn Nhân Bà Bát Mền Ra Mát Tì Ma Nô. Ai gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm điều lành, ý ưa thích việc ác. Dạ đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. A phật tha rê tha căn gia nê ba ba chít tăng ni quả ra về đành thảnh hi ca rô tô buôn nhân ba ba bát min ba ba bát min ra ma ti ma nô. A phật tha rê tha căn gia nê ba ba chít tăng ni quả ra về đành thanh hi ca rô tô bốn nhân ba bát min ra ma ti ma nô. Mau mau làm các việc lành, mau mau ngăn ác phát sanh tâm người. Tâm người vốn thật dễ vui, nếu chậm thiện nghiệp ác trồi lõ ra. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, tới bây giờ con cũng chưa có thấy được đại đức Pháp đại đức Huy Niệm vào đạo tràng. Con cũng thỉnh đại đức Pháp Tính cho chúng con một tín hiệu ạ. Dạ, kính chào anh chị Phan Quang Liêm vừa vào đạo tràng. Dạ, kính chào Sương Võ, kính chào người Phương Nam, kính chào Sư Má Ná Chích Tát vừa vào đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Thanh Tâm đã hoan hỷ cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 116. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, cô nghe Pháp Thích Trần Đạo, cô Ái Minh, Minh Quát Thanh Á, Tâm Pháp và Sá đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, con không biết đại đức Pháp Tính có thể giúp nhìn chúng con để cung thỉnh đại đức Huy Niệm không bạch sư. Dạ, cho con một tín hiệu ạ. Còn chắc có lẽ là sư đang thỉnh đại đức Huy Niệm rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính hỏi Quỳnh Quách, bây giờ mình có thể thỉnh Pháp Sư không Quỳnh? Thỉnh Pháp Sư đi ha. Dạ, dạ, Nhật Quỳnh mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh cùng thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta sẽ được học mà bài Pháp Cú 117. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato
Samma sambuddha sa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddha sa ramma chaloka thibati sahambati katan chali anthi varang ayachatha Santi tha sát tập bà ra chấm kha cha ti ca Đề xê tù thâm măng à nu căm bi măng ba chăng Sàm ma phê rìm vi na dánh cha ca dăng Sùa tan cha băng thăng à phi thâm ma chăm măng À cô ta danh tơ ta tu sát cha đăng đăng Ba bơ thà nay dê bà đi xa Dạ mạch chê Ê quan sa hâm bà tì râm ma Phà gà quanh tăng à gia cha thà Tôn hay pha quê na tăng mua thô Cà ruột nhê na thì qua xa già Tánh ha vua tha và bà nây na Mì gà đa dân tà tô gà tô Bánh cha quách gia đa dơ nây dê À băng dê sĩ thâm ma tô Tà tô ba phu tì xăm vua thô À nô na thâm mà đê xa nặng Mà gà quách xa nì đê sĩ sĩ Sạch tà nành á thà xích tha cần Tế na sa thú ai vô banh tế tề sê tu thâm mà đề sa nặng sa ba di tha ba di sa gia a nu cầm bấm bị ca ta về vô minh duyên của các hạnh A cội căn dẫn dắt chúng sanh luân hồi A biển trần khổ nổi trôi chìm đắm Vì ngũ ma vài chuyện đi A vậy nên cầu đấng tự bi Tàu thuyền bát nhã trải đi vớt người Đưa ra chốn tốt tươi yên tình A bờ niết bàn chẳng dính trần ai Như đèn rọi suốt trong ngoài a chiều tia sang khắp các loài hân hoan Pháp di trong khải hoàng rầm rộ Luật vi như đại cổ hoàng dương a kinh như dây buộc trên giường a luật như mặt trong vẹt đường vô minh tứ diệu đế đó hình duỗi trong a Khoa tan giấc mộng trần gian Chúng sanh tất cả bốn hàng Như sen trong nước minh quang luôn chờ Trời lỗ mộng đặng nhờ ánh sáng Trổ hoa lành trai tạng mùi hương Pháp màu ánh sáng phi thường Chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhân là nhân chẳng gì hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lập giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn Một lòng trăng thối không mòn Những điều lợi ích hằng còn đâu năm Cà tam giới thừa ăn phổ cập Đám mưa lành rơi khắp thế gian Bởi nhân cơ tích rõ ràng Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi Chúng sanh ngồi khắp chốn đi Tối mê cầu được trí tri vẹn toàn Nam mô Bụt Tha Giá và đằng có thấy được đại đức huy niệm văn năm đạo tràng chịu cái gì và Nhật Bình vừa đọc kinh vừa nhìn hoài mà không có thấy sư vào kéo dài hết thời gian rồi Vinh Quách Hành Á và đạo tràng có thấy được và chưa luôn phải không dạ thôi thì bây giờ con xin thay mặt đạo tràng cũng thỉnh đại đức pháp tính ạ và tới giờ thì con đã kéo hết thời gian rồi
rất là dài luôn rồi. Dạ, nên là cảm ơn Xích Hoàng Nguyệt. Dạ, nên con xin thay mặt đạo tràng cũng thỉnh đại đức Pháp Tính, dạ sư từ bi hoan hỷ đăng đàn điền khuyết cho đại đức quy niệm bạch sư. Con biết hôm nay sư có thời giảng ở bên lớp học Bút Thá Thăm Má, nhưng mà sư cứu đạo tràng đi bạch sư. Nam mô Bút Thá giá. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Pháp Tính ạ. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Pháp Tính. Dạ, sa thú lành thai, con rất là tri ân sư. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng pháp. Dạ, con kính chân minh đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Con xin thành kính lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Anh cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Thành, Thượng Tọa Thành Tâm cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào những cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Không biết, dạ, không biết hôm nay là sao rồi. Để được quy định chúng tôi điện thoại cũng không có được, cũng nhờ các vị sư ở chùa điện thoại ngày sau cũng chưa có thấy tín hiệu. Vậy thì bây giờ trước tiên sẽ thuyết giảng từng vần. Nếu quý vị thấy để được quy định vào, quý vị báo cho chúng tôi biết dùm. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu học bài kệ Pháp Kinh số 117. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần. Sau đó sẽ đi vào phần nghĩa tuyệt vời. Ba banh chê bút đi sô cắt ý ra. Ba banh chê bút đi sô cắt ý ra. Ba banh chê bút đi sô cắt ý ra. Nát năng cắt diễn ra bút nát bu năng. Nát năng cắt diễn ra bút nát bu năng. Nát năng cắt diễn ra bút nát bu năng. Nát năng cắt diễn ra bút nát bu năng. Nát tâm hí chàn đăng cắt diễn ra thác. Nát tâm hí chàn đăng cắt diễn ra thác. Nát tâm hí chàn đăng cắt diễn ra thác. Đúc khô ba bát sát cha vô. Đúc khô ba bát sát út cha vô. Đúc khô ba bát sát út cha vô. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái cụm từ ba panh chê, có nghĩa là ba panh cộng chê. Ba panh cộng với chê. Ba panh có nghĩa là ác hay là việc ác hay là điều ác. Ba bằng chê, chê có nghĩa là nếu. Chê có nghĩa là nếu. Buddhiso, Buddhiso có nghĩa là người hay là người đàn ông. Buddhiso có nghĩa là người hay là người đàn ông. Cát diễn ra có nghĩa là đã là. Cát diễn ra có nghĩa là đã là. Có nghĩa là đã là. Tiếp tục ở đầu dòng thứ hai thì chúng ta có một cái bất biến từ nát. Nát có nghĩa là không. Nát có nghĩa là không. Năng, năng có nghĩa là người ấy. Nó xuất phát từ đại từ ê nát. Nó xuất phát từ đại từ ê nát. Người ấy.
Kajira là làm. Kajira có nghĩa là hay là thực hiện. Dạ, sa thú lên thai. Bunap bunang có nghĩa là lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại. Bunap bunang lặp đi lặp lại. Ngã có nghĩa là không, chúng ta đã biết rồi, bất biến từ. Tâm hí có nghĩa là việc ấy. Tâm hí có nghĩa là việc ấy. Chanh đăng có nghĩa là mong muốn. Chanh đăng có nghĩa là mong muốn hay là ước muốn. Cái gì ra thá có nghĩa là tạo ra, nên tạo ra. Các diệt ra thác nên tạo ra. Đúc khô danh từ quá quen thuộc rồi. Đúc khô là đau khổ. Ba bát sát là của việc ác. Nó cũng xuất phát từ danh từ ba bát, nhưng mà do chia theo sở thuộc các số ít thành ra trở thành ba bát sát. Ba bát sát là của việc ác. Uchayo có nghĩa là tích lũy. Uchayo có nghĩa là tích lũy. Rồi, vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử em mình rất nhiều. Ba băng chê bút đi sô cá di ra nát năng cá di ra bút nát bút năng na tâm hí chanh đăng ca di ra tha đúc khô ba bát sát út cha vô có nghĩa là nếu người làm điều ác chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ thì chúng tôi đã thấy đại đức quy niệm vào rồi, và một lần nữa xin thành kính đảnh lễ đến chư tôn đức tăng. Kính chào đại chúng ở trong rung. Giờ đây thì xin được thay mặt đại chúng ở trong rung, xin thành kính cung thỉnh đại đức quy niệm từ bi quan hệ thiết giảng duyên sự ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 117. Xin trân trọng kính mời đại đức quy niệm. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức huy niệm cầm mít ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con một lần nữa cung thỉnh đại đức huy niệm cầm mít, con kính nhân mít đến sư ạ.
Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, xin chào quý vị trong lớp học. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học kệ ngôn pháp cú số 117. Và như hồi nãy chúng ta đã được nghe Đức Pháp Tính giảng về phần tự vật. Bây giờ thì mình sẽ đi tiếp theo phần thứ hai, đó là phần duyên sự, rồi đến phần ý nghĩa của kệ ngôn pháp cú. Bây giờ chúng ta làm lễ tam bảo. Chúng con đã mất lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn Phật A Di Đà chánh hạnh giác. Chúng con đã mất lòng thành kính làm lễ giáo pháp Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng đưa đến sự đất cho những ai có lòng trung và thực hành theo. Chúng con đã mất lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm mô phạm của chúng sanh, phước vị của chư thiên là người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Ở trong phần duyên sự của kệ ngôn pháp cú này, xuất phát từ cái nguồn gốc của sự việc đề cập đến cái vị trưởng lão có tên là Sayasaka, thì kệ ngôn này đã được Đức Thế Tôn Ngài giảng trong khi Ngài đang trú tại Chetavana. Đề cập đến vị trưởng lão của Sayasaka, lúc bây giờ có vị tỳ khu pháp danh là Sayasaka, là một vị đệ tử sống chung với thầy hòa thượng Tế Độ là Lô Lú Đa Dí. Trong khi vị đệ tử có tâm buồn bực, không có được vui do bởi cái nguyên nhân bị tham dục chi phối, không có nhiếp phục được, chính vì thế đã có những cái trạng thái buồn bực ở bên trong tâm. Thế rồi thì ấy đã với thầy của mình. Sau khi đó thì thầy lại chỉ bảo cho người đệ tử làm một cái cách, đó là thực hiện cái hành vi di tinh để thỏa mãn cái dục vọng của chính bản thân mình. Mỗi khi tâm buồn bực, sau khi được Chư Tăng trình bày báo cáo những cái việc này, thì Đức Thế Tôn Ngài gọi tỳ khu Sayasaka đến và hỏi rằng có phải thầy đã làm cái việc đó hay không. Vị này cũng thú nhận là kính bạch Ngài có. Sau khi nghe như thế thì Đức Thế Tôn Ngài đã quở trách. Ngài nói rằng là này kẻ ngu si, tại sao lại tạo những cái nghiệp nặng nề như vậy không thích đáng, đáng bị quả trách. Sau khi đã trách vị tỳ khu đó thì với bằng những cái nhiều lối, Đức Thế Tôn Ngài đã ban hành học giới Sangha Dissesa thứ nhất, rồi kết luận quả thật nghiệp quấy như vậy dầu trong hiện kiếp hay trong vị lai cũng đều dắt người vào trong vòng luân hồi khổ não. Sau khi đã nói xong thì Đức Thế Tôn Ngài đã nói lên kệ ngôn pháp cú: nếu đã lỡ làm ác chớ nên thường làm hoài, chớ vui làm việc ác, chứa ác nhất định khổ. Cuối thời pháp thì có nhiều người đã chứng được thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà Hường. Đó là phần duyên sự của bài học như quý vị. Rồi, thì
Bây giờ ở đây sư sẽ trình bày cho quý vị những điều cần phải biết và để ý. Như sư đã từng nói rồi, có đôi lúc có một vài những cái tình huống nói chuyện với những người cư sĩ, có một vài người họ nhìn thấy cái đời sống của chư tăng trong một cái hoàn cảnh rất là nhẹ nhàng, có những cư sĩ người ta đến để người ta cung kính, có những người cư sĩ người ta phục vụ mà cúng dường vật thực đến chư tăng mỗi ngày. Sau khi đó thì họ làm những công việc như là dọn dẹp nhà ăn. Chư tăng sau khi đã thọ trai xong thì mỗi vị về trú xứ phòng của mình để mà sinh hoạt riêng tư hoặc là nghỉ ngơi. Cứ như vậy trải qua ngày này qua ngày khác thì họ nhìn vào đó, họ nghĩ rằng cái đời sống của bậc xuất gia đó nó khỏe quá, cái gì cũng có đầy đủ, không có cần phải lo nghĩ, không có cần phải bận tâm. Thì thưa quý vị, có lần sư cũng đã trả lời với họ, sư đã cũng có trả lời với họ là mình đừng có nhìn vào bên ngoài như vậy mà cho rằng là đó là điều nhẹ nhàng, đó là điều thoải mái. Bởi vì khi mà mình vào trong cái cuộc tu thì chính những người trong cuộc mới hiểu rõ sự việc ở bên trong nó có thật sự đúng như là những gì mà mình thấy là nhàn hạ, thoải mái hay không. Thưa quý vị, thông thường chúng ta thấy rằng là những cái nỗi lo sợ nó xuất phát từ hai cái hướng. Một là từ bên ngoài đem lại, chẳng hạn như mình sợ thiếu ăn, thiếu mặc, sợ bị người này người kia đụng vào những việc thế gian, có những cái sự va chạm về lời nói, về hành động trong cuộc sống phải bươn chải. Nhưng mà vốn đó nó chỉ là một thôi thưa quý vị. Có một cái đáng sợ thứ hai mà trong kinh Đức Thế Tôn Ngài cũng thường hay nói đến. Và nếu như mình vượt qua được cái nỗi sợ hãi đó, đó thật sự mới là mình làm được cái điều khó làm. Chính là cái nỗi sợ hãi ám ảnh đối với phiền não của chính bản thân mỗi người. Cái đó nó mới là cái điều coi như là đáng sợ nhất. Cũng giống như trong những phim cổ điển á, nó có hai cái loại sát thương. Đối với một người mà khi giao đấu với nhau á, thì nó có hai cái loại có thể gây tổn hại đến người khác, hai hình thức. Một là sát thương vật lý, sát thương thấy tức là những cái loại mình bị thương về ngoài da, về xương vân vân. Một cái tình trạng thứ hai á, đó chính là bị tổn giảm, bị tổn thương về nội lực. Thì bị tổn thương về nội lực đó thưa quý vị, nó không phải coi như là nhìn vào là mình thấy, giống như là bị những vết thương rồi bị chảy máu có thể nhìn bằng mắt thường mà thấy, hay nó bị bên trong, nó bị trên bên trong. Và chính cái sự tổn giảm về nguyên khí, về nội lực đó thưa quý vị, nó làm cho người ta bị nội tạng bị thương, bị nội tạng bị thương. Và như thế nó tử còn nhanh hơn, và cái mức độ nó nghiêm trọng, nó còn hơn cái sát thương vật lý nữa. Điều đó như thế nào thì đối với cái đời sống xuất gia cũng vậy. Cái kẻ thù của mình đôi lúc
nó không có hiển lộ rõ ràng như là ở bên ngoài. Nhưng mà để mà được tồn tại ở trong giáo pháp, để mà được tiếp tục có được ba y ở trên người thì chúng ta phải chiến đấu đối với những cái ham muốn, những cái dục vọng của chính bản thân mình. Điều này ở trong luật tạng có rất là nhiều những cái hình thức mà đã được đề cập đến thông qua những sự kiện mà các vị tỳ kheo đã vi phạm những cái hành vi, những cái lời nói hoặc những ý nghĩ nó đáng bị quở trách. Cho nên từ từ những học giới đã được ban hành. Có những vị vì những cái thói quen của mình đó, không có nhiếp phục được thân, cho nên ở không á, thì bắt đầu nó sanh tật thưa quý vị. Chẳng hạn như các vị đó làm công việc coi như là tích trữ thỏa thích đối với y áo nhiều, thì điều này cũng bị coi như là Đức Phật ngài quở trách, và học giới liên quan đến y phục cũng được đề cập đến. Có trường hợp những vị rảnh rỗi, nhóm tỳ kheo lúc bây giờ không biết làm gì mới mang guốc đó, mang guốc đi trong sân chùa tạo nên những cái tiếng kêu lộc cộc. Thì do bởi sự dễ vui, sự chảnh mãn, cho nên nghịch ngợm như thế. Và từ đó điều học liên quan đến việc mang giày dép cũng được đề cập đến, Và ở đây trong bài học này, phần duyên sự có nói đến một cái sự sái quấy. Đó chính là trong cái đời sống tu tập, quý vị, chúng ta nên nhớ rằng là mình còn là phàm phu, nhất là khi tái sanh vào cõi dục. Cõi dục có nghĩa là những chúng sanh còn đam mê năm dục và vẫn còn tâm, vẫn còn tơ tưởng, vẫn còn những cái loại phiền não liên hệ đến năm dục. Chính vì thế mà khi đã khép vào trong cái cuộc tu á, thì bên trong nó luôn luôn nó có những cái sự dậy sóng. Và chính bởi điều đó, nhất là dục đối với lãnh vực thuộc về giới tính, cái đó nó là một thứ cũng ám ảnh về cái đời sống xuất gia rất là nhiều. Cho nên chính vì thế mà nếu như bản thân của vị ấy, bản thân của một vị tỳ khưu hay vị sa di mà không có nhiếp phục được trạng thái nội tâm của mình, thì như vậy sẽ khó có thể mà tiếp tục cái đời sống phạm hạnh. Điều học tăng tràng số 1 đó thưa quý vị, đó là nói đến trường hợp nguyên nhân vi phạm từ nơi cái vị tỳ khưu này. Tức là thứ nhất sư nói một chút như thế nào gọi là cái sự vi phạm thuộc về Sankhadisesa. Cái từ được âm gọi là tăng tàng á, nó chỉ là phiên âm thôi, chứ kỳ thực ý nghĩa của chữ Sankhadisesa nó mang cái ý nghĩa gốc, mang cái ý nghĩa rằng đó chính là những cái loại tội mà cần phải được xử phạt theo những cái hình thức thực hiện tăng sự theo hội chúng. Theo hội chúng, hay nói một cách ngắn gọn, chính là những cái tội do hội chúng ban hình phạt, do hội chúng phải có cái sự giải tội. Tức là trong những cái mức độ phạm tội của học giới của một vị tỳ khưu, nó có từ những lỗi thực sự nghiêm trọng không thể nào mà cứu vãn được nữa, đó được gọi là bốn pháp triệt khai, đó là tội gọi là tội cực nặng.
Cái trường hợp thứ hai nó nhẹ hơn, nó nhẹ hơn, nhưng mà cái loại tội này cũng được xếp vào trong trường hợp là trọng tội. Trọng tội tuy không có đến nỗi mà phải mất mạng, mất mạng tức là mất cái phẩm mạo, mất đi cái đời sống của một vị tỳ khưu, nhưng khi đã phạm vào cái tội này rồi thì cái lối hình thức ban cho hình phạt, xử tội và giải tội đó, cần phải được thực hiện theo hội chúng, theo hội chúng. Trong khi những cái loại tội còn lại ngoài ra thì chỉ cần một vị tỳ khưu đến trước mặt của một bạn đồng phạm hạnh, đắp y vai trái, ngồi chồm hổm và thổ lộ bạch rõ những cái điều mà mình đã vi phạm, sau đó xin hứa sẽ chừa cãi tu thúc trong tương lai. Khi đã được sự xác nhận của vị bạn đồng phạm hạnh thì lập tức ngay từ lúc đó vị đó được xem như là thoát tội, thoát tội. Cho nên cái hình thức sám hối nó tương đối, nó đơn giản hơn, nó đơn giản hơn. Chính vì thế mà ở trong một số những trường thiền hay trong những buổi làm lễ Uposatha, khi mà quý vị nhìn thấy chư tăng á, mà hai vị trước khi vào cử hành lễ Bồ Tát, các vị thường hay ngồi theo từng cặp đối chất với nhau. Đó là những lúc mà các vị ấy sám hối những cái loại tội lỗi mà thuộc về cái trường hợp là Patidasana, tức là bày tỏ và chừa cãi đối với vị tỳ khưu bạn đồng Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con không còn nghe âm thanh của sư nữa, sư có nghe cái âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu, con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, dạ cảm ơn đạo tràng, cảm ơn quan vị trên Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, đã rời rùm rồi, kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ạ. Rồi bây giờ quý vị đã nghe lại rõ hay chưa? Sư thấy cô Nhật Huỳnh post lên là hết nghe, nhưng mà chắc cũng mới bị chứ không có lâu. Rồi bây giờ sư nói tiếp, sư nói khoảng vài phút nữa xong rồi đi vào phần ý nghĩa. Cho nên thực ra chữ tăng tàng á chỉ là cái âm thôi, chứ không có phải như là cái nghĩa như là mình nghĩ đâu. Không phải là cái nghĩa chính xác của tội Sankhadisisa, tức là tội lỗi này cần phải được xử phạt theo cách thức được quy định, tiến hành tăng sự thuộc về phạm vi của hội chúng. Chẳng hạn như là lúc mà vị đó đến
trình bày. Sau khi đã trình bày xong á, thì hội chúng là bốn vị tỳ kheo ít nhất hoặc là nhiều hơn cũng được, sẽ tiến hành những cái tuyên ngôn tăng sự để bố cáo đến tập thể là vị tỳ khu này đã phạm tội. Thì thể loại của ban của hội chúng ban hình phạt theo cái cách thức là chẳng hạn như nếu như mà vị đó phạm trong ngày nhưng khai trình trong ngày thì sẽ ban theo cách là tiến hành xử phạt theo hình thức là phạm nhưng không có che giấu tội lỗi. Cho nên chính vì thế trong trường hợp này không có cần phải phạt biệt trú, không có cần phải phạt biệt trú. Còn nếu như mà phạm á, nhưng mà che giấu một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày hoặc nhiều hơn thì tùy theo cái thời lượng, cái thời gian mà mình che đậy đó đó thì sẽ tiến hành xử phạt biệt trú trong thời gian tương xứng với thời lượng mà mình che giấu về tội lỗi đó. Sau khi đã hành biệt trú xong á, thì lúc bấy giờ vị tỳ kheo đó cũng đến trình với chư tăng là đã thấy tội và đã được chư tăng xử phạt biệt trú, bây giờ đã đầy đủ cho nên xin hội chúng hãy ban cho phép giải tội. Thì trong cái giai đoạn thứ ba cuối cùng á, giải tội thưa quý vị là một cái tăng sự đòi hỏi tối thiểu ít nhất phải là 21 vị tỳ khu trở lên, 21 vị tỳ khu trở lên, trong đó tính luôn 21 vị, tức là trong đó bao gồm có mặt của vị tỳ khu đang phạm là đương sự đang bị xử phạt, chứ ít hơn thì không có được. Chính vì vậy mà tất cả những cái giai đoạn mà nó toàn liên quan đến cái sự xử phạt rồi ban cho hình phạt rồi giải tội thuộc về hội chúng, nên tội này được gọi là sanh kha đi xê sát, sanh kha đi xê sát. Đó là như vậy đó. Ở đây có một điều nữa là ở cái học giới đầu tiên đó thưa quý vị, là đề cập đến cái loại tội lỗi có liên quan đến những cái sự coi như là để mà làm không có nhiếp phục được cái dục tham của chính bản thân mình, cho nên vì đó đã cố ý để mà tự thỏa mãn bản thân bằng cách làm di tinh. Trong trường hợp này chúng ta thấy rằng quả thật đối với phàm phu mà sanh vào trong cõi dục khi mình chưa có hoàn toàn phục được năm dục thì ở trong cái đời sống xuất gia do bởi cái sở hành nó bị khép vào trong những cái quy củ sinh hoạt, mình không thể nào đi đến những nơi mà mình muốn như là trước đây, không phải nơi nào mình cũng đến được, còn như ở ngoài mình thích đi đâu mình đi. Rồi về việc ăn uống của mình đó, những thế nào mà thích ăn phở thì sẽ có phở ngay, hoặc thích ăn cái này cái kia rồi chạy ra ngoài quán mình ăn, mình không có làm được những cái chuyện đó. Tất cả những cái việc ăn uống của mình nó phải có giờ giấc và nó tùy theo cái sự cúng dường phát tâm từ nơi của người gia chủ, chứ mình không có quyền được đòi hỏi theo cái sở thích cá nhân. Cái việc mặc cũng vậy, việc mặc lúc trước còn tại gia cư sĩ thì mình muốn trang trí nội thất nó như thế nào cũng được, mặc màu vàng màu xanh hay là quần này áo kia mình thích mặc sao cũng được, rồi xong rồi soi gương vuốt tóc, còn bây giờ đâu còn tóc nữa đâu vuốt. Cho nên chính vì thế mà do bị khép vào cái quy củ đó đó, nhưng mình không có kham nhẫn tiếp tục để mình nhiếp phục năm dục á, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không có thể nào giữ nổi cái bộ y trên người trong cái phẩm mạo xuất gia. Cho nên một trong số những điều mà vị thầy hoặc là vị đệ tử làm đúng cái trách nhiệm và bổn phận của mình đó, đó chính là cái vị thầy tế độ là vị đòi hỏi phải có cái khả năng làm cho người học trò của mình, phải có cái phận sự làm cho người học trò của mình có cái sự hân hoan phấn khởi, tin tưởng hơn vào cái con đường phạm hạnh. Tức là trong kinh có nói rằng, trong luật tạng có nói rằng có những trường hợp
khi vị thầy thấy người đệ tử của mình có những tư bị dằn vặt bởi năm dục nhưng mình không có vượt qua nổi, đến cái mức độ trầm trọng, không có, có thể nguy hại đến đời sống xuất gia, thì lúc bây giờ vị thầy phải biết cách khích lệ, cách khích lệ bằng cách thuyết pháp giải thích những cái tai hại của năm dục, nhất là sự nguy hiểm của luân hồi. Hoặc là nếu như mà đã trình bày như vậy xong á, mà người học trò vẫn còn chưa có giải tỏa được cái tâm tư, chưa có giải tỏa được tâm tư mà vẫn còn mơ mộng vấn vương cái đời sống tại gia, thì lúc đó người thầy nên tiến hành một cái cách thức thứ hai nữa, đó là sẽ cùng với tử để mà đi du ngoạn, chỗ này chỗ kia. Cái hình thức thứ hai này nó cũng giống như là xả stress vậy đó thưa quý vị. Bởi vì đôi lúc khi mà mình đã bị bó buộc ở một nơi á, thì đôi khi là nó cũng làm cho tâm tư của mình nó khó có thay đổi, khó có thay đổi. Mình bị ám ảnh bởi cái đời sống như vậy á, thì cái bối cảnh sống của mình á cũng cần phải có gì đó giống như là du sơn ngoạn thủy vậy đó, để giải tỏa bớt, chuyển hướng cái tâm tư của mình. Vì thế, và ngược lại, trong luật cũng có đề cập không phải là chỉ vị thầy không thôi, phải có cái khả năng đó, khả năng làm cho người học trò hoan hỷ. Ngược lại người đệ tử cũng vậy nữa, cái trách nhiệm của người đệ tử khi mà thấy ở nơi vị thầy tế độ của mình có những cái triệu chứng, có những cái triệu chứng có thể nguy hại đến cái đời sống xuất gia, thì người đệ tử phải có cái bổn phận là khuyên giải khích lệ thầy tế độ của mình. Và nếu như bằng không á, thì có thể cùng với thầy tế độ của mình để mà hầu cận ấy đi vân du ở một số những cái trú xứ khác, vân du ở một số trú xứ khác. Đó là như thế đó thưa quý vị. Rồi, cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là để mà duy trì cái đời sống phạm hạnh trong một cái khoảng thời gian dài, đó là điều không có đơn giản, đó là điều không có đơn giản đâu. Rồi, ở đây kệ ngôn pháp cú đề cập Đức Thế Tôn ngài sau khi y cứ vào cái sự việc vị tỳ khu đó, thì ngài đã ban hành cái học giới là vị tỳ khu nào cố ý làm di tinh thì phạm tội Sankhadisesa, ngoại trừ việc nằm mơ, ngoại trừ việc nằm mơ. Và nhân cái duyên sự này, Đức Phật ngài cũng đề cập đến một cái pháp thoại là nếu đã lỡ làm việc ác rồi thì chớ có làm thêm, chớ có vui thích làm những điều ác. Hễ mình chấp chứa thì sẽ nhất định khổ. Ở đây có một số những vấn đề mà chúng ta cần phải nhìn nhận như thế này. Tất cả những cái điều mà mình khởi lên ở nơi tâm đó thưa quý vị, khởi lên nơi tâm, cho dù những cái sở hành đó nó thuộc về phạm vi bất thiện, nhìn vào bên ngoài á, đôi lúc á, chúng ta thấy dường như có vẻ rằng nó không có liên hệ gì đến tai hại đối với người khác, nó chỉ ảnh hưởng riêng cá nhân cái cuộc sống bản thân của vị đó thôi. Nhưng mà mình nên nhớ như thế này, tất cả những cái ác nghiệp á, mà sở dĩ nó được cường thịnh, nó được mạnh mẽ, có thể làm tai hại một cách cụ thể đến tất cả những người khác xung quanh, như là đố kỵ, não hại, gây tổn hại đến chúng sanh khác, cướp đoạt cái hạnh phúc của người khác, tất cả những điều đó nó có một cái nguồn
gốc rất là sâu xa, đó chính là chính từ những cái mầm mống bất thiện. Rất là đơn giản, tiên khởi đầu tiên ở trong mỗi chúng ta, hay nói chính xác hơn đó, đó chính là tham dục, sự tham muốn của chính mình. Thể mà mình còn có nhiều những cái sở hành bất thiện thuộc về tham, thuộc về ham muốn, thì cái nguy cơ để mà dẫn đến những việc ác nó sẽ rất cao, nó sẽ rất là cao thưa quý vị. Có một vài những cái trường hợp á, sư thấy trong cuộc sống có những người á, họ vốn không có cái thói hại mình, xâm hại đến chúng sanh khác, nhưng mà do bởi tâm tư của họ lúc bây giờ nó vẫn có những cái ham muốn dục vọng cá nhân của chính mình, cho nên trải qua một số những cái bối cảnh của cuộc sống, từ từ mới đầu á, mình cũng vì ấy chưa có dám thực hiện những cái việc ác cụ thể đâu, nhưng mà tích tụ nhiều ngày nhiều tháng, cái lòng ham muốn của mình mà mình đạt không có được đó, thì lúc bây giờ nó sẽ dẫn đến một ngày nào đó vì đó sẽ thực hiện những hành vi xâm hại đến người khác để có được những điều mà mình muốn được. Cho nên chính vì thế mà bất cứ những cái việc ác gì đó, chẳng hạn như cái dục vọng của bản thân, những cái sự tơ tưởng của chính mình, tuy ở trong cái trường hợp này chúng ta thấy nó chưa có liên quan đến việc liên hệ đến sự tai hại đối với những chúng sanh khác, nhưng mà mình đừng có quên rằng thể mình còn những cái dục vọng về giới tính mà không có biết coi như là nhiếp phục, không có biết kiềm chế, thì những cái nguy cơ khác nó sẽ xảy ra. Những cái nguy cơ khác nó sẽ xảy ra thưa quý vị. Chẳng hạn như chúng ta sẽ có thể không có kiềm chế được xâm hại những đối tượng không được phép. Những đối tượng không được phép. Hoặc nếu như bằng không á, thì ít ra chúng ta cũng vẫn sẽ bị kết thúc cái đời sống phạm hạnh để quay trở về cái đời sống tại gia, để thực hiện những cái điều mình là có con cái, tất cả là cũng bị tai hại đó, chứ không phải là hoàn toàn coi như là nó không có cái bất hạnh gì đó. Vì thế mà một điều mới rằng một cái bất thiện, cho dù nó là nhỏ mà mình không có ý thức được á, không có chấn chỉnh nó ngay từ lúc đầu á, mà đi tái lập lại nhiều lần như vậy, thì đến một chân mực nó sẽ trở thành nghiệp, và lúc đó chúng ta sẽ bị tạo ra những cái ác nghiệp thuộc về thân khẩu ý, đưa vào đọa xứ bằng không á thưa quý vị, bằng không á, nó chưa đến đưa vào đọa xứ thì ít ra nó cũng bị một cái tốt, đó chính là bị cái khổ do tái sanh trở lại thành tử luân hồi này. Bởi nguyên nhân từ bỏ, mình vẫn còn cái sự ham muốn và thích, mà hệ có sự tái sanh, vẫn còn sự tái sanh, thì cái gì nó sẽ xảy đến thì lúc bây giờ chúng ta phải chấp nhận mà thôi, nhận mà thôi. Cho nên ở đây khi mà trường hợp của vị tỳ khu này, vị ấy chỉ tạo một cái pháp xem ra ở bên ngoài chúng ta thấy nó cũng dường như đối với đời sống cư sĩ thì mình nhìn vào nó cũng thường tình, cũng thường tình, bởi vì nó đâu có phá hoại gia gì của người khác đâu, ống nó mà nó bị hại, nhất là trong cái đời sống xuất gia cũng vậy nữa. Nếu như mà cái việc tu đó chính là phục được cái tham dục của mình,
Đối với những cái khác á, thì chúng ta thấy nó còn nhẹ nhàng, nó còn dễ để mà mình kham nhẫn. Nhưng mà đối với cái dục vọng mà nó thiên về quý vị, đó là một cái trở ngại rất lớn, đó là một trở ngại rất lớn. Cho nên trong tất cả những cái học giới mà thuộc về nghiêm trọng, luôn luôn nhận diện của những cái sở hành phạm tội mà có liên quan đến vấn đề giới tính. Trong bốn pháp thì khai cũng có, nó là một pháp trong đó, và trong 13 pháp cũng có sự diệt của pháp này. Rồi đó là như vậy, xin chấm dứt cái bài học ngày hôm nay ở đây thôi. Phần còn lại thì xin mời quý vị làm những phần tiếp theo để chấm dứt cái buổi học này cho được hoàn mãn. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đại đức Uy Niệm đã giảng bài pháp cú số 117. Ngày hôm nay chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức, con kính thỉnh đại đức Uy